Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Thế mới chứ gì á? Tại mình tắt mất á. Ủa ô mà vậy tao tắt mất thì thằng vô nó phải tắt mất vậy. Hello. Mày giờ bật mất cái con người bật mất kìa thấy không? Chơi luôn đi bạn ơi. Phong thủy á má. Chơi luôn. Trời luôn gì sợ là? Vậy hả? Từ từ sợ mày chắc. Để tao đi lấy nước. Cày quá. Cái gì vậy? What are you waiting for là cái gì anh em nhỉ? Vừa mới vào đã bị người lạ gọi chém quả câu tiếng Anh lú hết cả người anh em ơi. Được rồi, hôm nay thì mình lại tiếp tục mang anh em trở về với series trà trộn ở cái map Sun Hub mọi người nhá. Rồi, mặc dù dẫu biết là bắn ở map Sun Hub thì rất là khó khăn, tuy nhiên thì thôi cứ cố gắng thứ nhất là trà trộn, thứ hai là bảo vệ người lạ và thứ ba là giành đến một cái top 1. Ba nhiệm vụ khá là khó khăn ở trong cái map Sun Hub đây anh em ạ. Rồi, mở mic nào. Có con chị nè, nhưng mà dặn đầu quay vòng vòng không? Alo. Chào tao. Alo. Mọi người muốn nhảy đâu? Nhảy đâu được. Nhảy cam không? Bút cam hay là... Bút cam hay là Painan? Painan nhá. Painan nè. Ừ, Painan cho đỡ chết. Nhảy bút cam okay. Mắc công ra làm trận mới. Bút cam chết chắc. Đúng rồi, đúng. Chắc luôn. Ơ, ông số 2 out rồi à? Chơi gã còn gì á, kệ nó. Vô vậy. Từ nãy giờ tớ chơi game là chưa được cái top 1 nào. Mọi người gánh mình nhá. Thế là thôi. Này à, thế là thôi là nghĩa là gì đây? Thì chết thì thôi á má. À chết thì thôi à. Dạ yeah. Xem có thằng nào bay cùng không? Hình như không có ai bay cùng rồi. An toàn. Mẹ ơi, ta đi làm sao riêng dàm ta ăn. Đấy, con này tâm hồn ăn út chứ rồi. Ê, ai con đăng nào chết? Hử? Con đăng. Ấy đi. Thấy rồi mà tao không biết. Hình như không có ai đâu. An tâm mà lút đi. Đúng rồi. Mày ấy đi ly. Tao coi rồi nhưng mà tao không biết. Tao chưa bao giờ nghe. Cái nhà của tao. Không, cái nhà của tao. Tao mở cửa. Cái nhà nó có biển đừng à? Đừng có mày god. Đấy, oh my god. Painan nhiều. Painan nhiều nhà mà. Đúng mà. Có chân chân nè. Chân chân nè, trời ơi. Chắc chỉ là boss thôi. Không phải đâu. Thấy đi đâu, thấy rồi biết. Không phải đâu, đừng nói như thế. À đúng, người. Có một team nhá. Ghê á. Trời ơi. Bay qua đây chạy, chạy qua bãi. Tao cầm cái UMP với cây DPS để đi vòng vòng nè má. Vậy. Ai con boss trả được không? Nắp kêu ghê đấy. Thằng kia nó bắn tui đau quá. Nhìn máu rồi. Bên kia đông lắm nhá. Bên kia có mấy thằng lợn đấy. Ok. Ghê vậy. Có thằng đó kìa, nó bắn nó. Đây, từ từ để mình xin bọn này tí tiết. Ôi. Cẩn thận. Cái hỏi nó bắn cho hai viên tôi nó luôn hả? Cứu đi. Đây rồi, tôi thấy nó rồi. Rồi, nóc rồi. Yeah. Okay. Xuất cái sắc rồi. Hay quá ta. Còn không? Còn. Còn đông là khác. Còn đông lắm. Má hèn chi không. Rồi bọn nó bắt đầu chạy rồi. Bọn nó bắt đầu chạy ra để cứu bạn rồi. Team này ít nhất 3 thằng nhá. Ủa chứ tưởng nguyên team chứ. Cũng chưa biết được. Thì ít nhất. Thôi, cứ sang đơm đi. Sang đơm bọn nó đi. Ok, đi luôn. Xem sớm mày qua bãi nè. Đúng rồi. Đơm sớm chúng nó đi. Đằng nào cũng thế. Bị lát rồi nha.
trước sau gì mình phải đơm nó mà. Nhưng mà trước sau gì nó cũng phải chết mà. Đúng rồi, sống chết có số. Yeah. Phú quý cho trời. Không thể nào cho mình. Phú quý cho mình. Phú quý thì không biết nghe nhưng tiếng mà... bước chân nè. Đây rồi, thấy rồi, Liếm nó. Cẩn thận, liếm chưa xong nó lại liếm lại đấy. Sao lại kêu liếm, nghe dơ quá. Thôi đừng kêu liếm được không? Tính ra mày liếm mà. Mày nói. Tao gửi ấy thôi, tao gửi ấy, không sao mày liếm không kệ mày. Đây rồi. Nhờn với chúng tôi. Rồi. Đây, trong nhà tớ. Trong nhà này đó. Nhà mốt. Trong nhà đây. Ừ, nhà nào. Trời. Còn nhá, còn trước mặt, còn trước mặt. Hẻm số 4 mà. Trước mặt còn. Nghe rồi, nghe đừng chân. Trời, cái bên bỗng vậy, đứa nào bỗng vậy. Thêm một thằng nữa này. Ok, hết chưa? Chưa. Rồi, clear kìa. Không, vẫn còn đấy, chưa clear đâu. 100%, chưa. Gạt hết đấy, tất cả đều gạt đấy. Nào bao bậy quá. Bọn nó chắc đang nấp ở đâu đấy đấy. Tao lo đi làm sầu riêng dầm xong giờ tao bị muối chết luôn rồi nè. Dữ. Nó quá, chết con mũi. Để ngồi cầu theo luôn nè má. Quái nhỉ, một thằng nữa ở đâu ta? Cấp 3 nè, lên. Hình như mic của bạn số 1 hơi vọng đúng không ta? Hay mic ai nhá? Đứa nào coi tivi ấy? Gì nhà tao coi tivi thì tao đóng cửa. Ok. Trời ơi. Từ tao đang suy nghĩ đợi. Ok. Rõ ràng vừa rồi thấy 3-4 thằng mà sao giờ mới ăn được có 3 thằng nhỉ? Trời ơi má ơi, còn đợi gì nữa? Úi giời ơi. Mày. Nó ngồi... này nãy thấy nóc rồi mà. Nó ngồi im trong nhà. Cứu rồi, nó cứu rồi. Có tiếng chân. Vậy là còn. Bắt. Nó ngồi trong nhà đấy, nó ngồi thủ trong nhà đấy. Ấy cái nhà này hồi nãy tôi tính vô này, xong rồi tôi nghe bên kia có người xong tôi chạy đi, tôi không đi vô nữa. Mình cũng định vô này, Bởi vì lúc nóc thằng ở đây này là có đó. Ê bọn... mọi người bắn nó tao không biết đường để tao bắn luôn á mọi người. Đến dạ. Đến mình tức bắn xong à. Mình còn không dạ biết mình à. Đang bắn ở đâu luôn á. Tức quá đi làm sao. Thôi đi. Thôi. Trời mẹ, trời. Đồng đội thì đang gồng người lên để bắn. Cứ là ăn sầu riêng thôi. Tròn chứ sao có thấy đường nó mà bắn tròn. Thì đi đây, đi theo tôi nè. Đây đi theo. Đây. Đi okay. Theo tôi soi sáng cho mà bắn. Ok. Nhớ soi sáng nha. Soi tối là hồi có chuyện đó. Ok. À. Soi tối có chuyện gì để còn biết nào. Sao lại cười? Tôi chạy đi làm sao ghê ăn à. Mệt quá. Vai cả nồi. Lắc quá, ngồi gần cục wifi mà lắc quá. Gần cục wifi mà vẫn lag nữa. Đó. Chín chả. Má chạy đôi giờ bỏ rồi. Bị cắm mập. Mạng bị cắm mập gặm. Trời. Có người. Trời đất mẹ ơi. Ủa là ừ. Vậy tại vậy nên mạng nó mới yếu. Tao cứ tưởng nó lên núi bạn mạng mới yếu chứ. Điên à, ở dưới cũng vậy mà. Cái gì? Dạ. Nói gì vậy? Thế là dạo này mạng lag, tao cứ tưởng là tao lên núi hả, tao mới bị lag. Ờ, tao cũng thấy dạo này mạng lag á. Đừng nói với tôi là team mình 3 bạn nữ nha. Không má, BD hết má. BD hết. Mẹ, tôi cứ tưởng ông số 2. Ông nghe giọng thế nào ông trai? Số 2. Ông nghe giọng thế nào ông trai? Ông nghe giọng. Không phải, từ nãy đến giờ là số 2 tắt mic. Thì tưởng số 2 là con trai theo cái phong cách lạnh lùng hiểu không? Mẹ má, tao nghe sao? Số 2 nãy giờ nó nói nhiều còn hơn cái gì luôn á. Số 2 là mày với mày à. Ừ, số 2 là tao đó. Nãy giờ nó nói nhiều còn hơn cái gì mà kia nó. Từ nãy đến giờ cứ tưởng có một ông số 2 con trai nữa. Bây giờ một mình chơi ba bạn nữ này run quá. Thôi
M249 nè, ai bắn gì không? Không. Lên lên. Có ai lấy bao? Mark the location. Hả? Không à? Có hết rồi. Ê ê mọi người ơi, đi cái đường này, đi cái đường đất này, đừng đi đường cầu. Đường cầu nó nhìn thấy đó. Số bà ơi, số bà, quay lại đi. Chạy gì mà xa thế? Ở đây đâu? Chạy thế này thì địch nó bê đi lúc nào không hay đó. Đi bận nghe hai tiếng gọi con tim mày nhé. Con tim nào? M4 quá trời luôn nè. I got supplies. Con tim nào nó gọi đây? Hả? Con tim nào nó gọi đây? Đâu có tên nào đâu? Cho xin bình nước đi. Số 3, cho xin bình nước. Nước nè. Má nghèo quá chứ. Đội ơn nhá. Nước thuốc trong này một đống. Không, mình chỉ thích bắn nhau chứ mình không thích loot. Hay ta. Giờ không biết rồi lấy gì có súng nào bắn. Thì mình lấy súng của bọn nó à. Đây ở trên. Sau lưng có tiếng S. Ok. Hình. Ta vừa mới chạy qua đây cái xong. Không hiểu luôn á. Nghe như là bot ấy. Má đôi màu sao hay gì sao? Bot hay sao? Không biết, có thể bọn nó đang giả vờ đấy. Bọn này nham hiểm lắm. Không, nó tap 16 rồi. Ui. Tụi mày làm đi, tụi mày đi khui học sữa. Phái nồi ạ. Đồng đội đi bắn này, mình đồng đi đội bắn nhau. Vậy biết rồi. Khui sữa làm xong đi giặt ăn. Hết sầu riêng giờ lại đến hộp sữa. Ăn thế sắp gầy rồi. Thì phải khui hộp sữa mới làm được sầu riêng chứ. Gầy rồi, gần gầy rồi. Thiếu chút nữa là gầy thôi. Không, mấy ngày nay ốm yếu lắm nên tôi phải thêm các bé rồi. Ăn như thế, ăn như thế còn ốm yếu với xanh xao lắm bạn. Đúng rồi. Ê tính ra lâu rồi mới ăn chứ bộ. Má đã sầu riêng cô dầm sữa đó thôi rồi. Ủa sầu riêng dầm sữa siêu ngon. Ủa báo đó giờ tụi mày chịu. Sầu riêng mà dầm sữa thì nhức cái nách luôn, béo chết. Điên à? Sầu riêng mà dầm sữa không bao giờ nhức nách. Ngon mà. Mà phải nhức cả hai cái nách. Nhức hai cái nách nữa. Không những nhức nách mà còn nhức đầu, nhức tay, nhức chân, nhức tùm lum, nhức khắp người. Ăn lại còn ăn kiểu ăn kiểu như thế thì sớm muộn cũng bị gút thôi. Bị gút. Vậy trời. Vậy bị gút. Ăn ít thôi. Ăn ít thôi không thì đến lúc già bị Parkinson đấy. Kệ cha nó. Kệ cha. Sống một lần trên đời là được. Chỉ cần ăn ngon là được. Chỉ là ăn. Thế là mỗi ngày. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui à? I got supplies. Chọn một niềm vui mà chọn tới ngày nào nó không niềm vui mà. Ngày nào nó cũng ăn mà. Vậy ngày nào cũng ăn vậy? Tào lao. Mỗi ngày một món. Ăn là bị út rồi bà ơi. Điên có đâu. Mỗi ngày một món chứ không phải là ngày nào cũng ăn sầu riêng đâu ba. Không. Tính ra tao không ăn giặt luôn á ba, lâu lắm, lâu tao mới ngồi tao ăn thôi á. Lâu mới ngồi ăn mà. Mày cũng biết mà. Mà sao bạn lại chọn ăn vào đúng giờ thế? Đúng giờ chơi game bạn ăn. Ừ thì nó chọn, nó cứ đè lúc mình bắn nó ăn. Kiểu hại đồng đội vai trưởng á. Không hiểu sao lúc chơi tụi mày tao có tâm hồn ăn uống nha. Từ nãy đến giờ tôi nghe bạn nói mà tôi thề là cái lúc đầu tôi bắn hay vãi trưởng ra, từ nãy giờ nước bọt nó tuôn rơi mà không bắn được nữa. Ê, thật sự. Cái đó là không liên quan nha. Đừng có mà chơi để thừa nha. Nào là sầu riêng, xong rồi còn thêm cả sữa nữa. Bố ai mà chịu nổi. Đấm cho phép bể mỏ giờ. Quá. Yeah. Chơi game. Chơi game mà tay đưa lên gạt nước miếng từ nãy giờ ướt hết cả người. Thôi này chưa nói tới xài á ba, nói tới xài chắc lấy cái thao đựng nước miếng thôi. Mà đi đi kiếm thằng địch nào bắn cho xả giận cái. Chờ bo thôi nữa thì chờ. Tôi buồn lấy nhớ. Ra đi, ở trong bút cam chúng nó combat nhau ghê lắm rồi, chả còn thằng nào cả. Chưa buồn lấy nước không? Nước có. Bạn nào cho mình đấy. Ôi giời, mình cảm ơn bạn cho nhé. Cho lấy nước nha. Ui, cho nhiều nữa, cho tận 5 bình ạ, vãi nồi ạ. Nó delete những cái mát này. Thảo tính dã man luôn.
biết lút gì lút dữ không biết. Nó lướt dùm bên mắt Livic đúng mày. Ê, sang hóc nó còn dài hơn Livic. Mẹ đứa nào có... Bậy, Livic giàu hơn. Có nè. Giàu lắm. Không, bên đây là bất nghèo lắm. Trời ơi, Livic bạn vào, bạn nhảy vào lâu đài chưa? Trời, nó hết sự kiện rồi. Hết sự kiện rồi mà. Hết sự kiện nhưng mà vẫn giàu. Không, nghèo lắm. Giờ nó fix lại rồi. À thế á? Fix lại rồi, tụi tôi chơi bởi vì tụi tôi mới qua chơi sang hóc nè. À vô lý nhỉ, nghèo không còn cái nịch nữa. Ừ mát đó mà cho nghèo vô lý nè. Cho miếng điện xanh nè anh quỷ, chạy lẹ lên coi. Số 3 vừa rồi là chạy nhanh nhất team mà bây giờ lại tụt xuống phía sau là sao ta? Có hai chị em sáu này. I got surprise. Bọn này chúng nó đi đâu nấp hết rồi ấy. Chả thấy chúng nó đâu cả. Thật là khó chịu quá đi. Bức bối. Đâu có. Ủa ông người Bắc hả? Ờ, mình người Bắc. Nhưng mà đang ở Sài Gòn. Mày cũng người Trung mới lên, sao mày không đi theo Sài Gòn đi lên? Người Trung á? Người Trung là ở đoạn nào đây? Nghe. Ừ. Nghe không ra giọng miền Trung luôn á. À. Nó ở thành phố Huế, nó ở thành phố Huế. Điên à. Ê có đứa nằm bò này alo. Ở Huế. Ôi trời. Rồi nóc không ai rồi. Cứu đi. Cứu. Ê còn thằng đấy. Rồi tôi nghe rồi. Để tôi. Nghe rồi. Mày chết với tao. Có hó này. Ở thành phố Huế quá. Rồi clear. Oh my god rồi á. Trời tao mới vừa chạy tới luôn á. Ủa tao mày có kill chưa? Ôi. À thấy rồi. Watch out. Thấy rồi. Ok. Nó bắn trúng. Nóc rồi, lên đây mọi người. Lên bắn bỏ mỡ đi. Ông nói gì ông nội? Tề tòa. Nhưng mà nghe giọng này tôi không nghe ra người Huế luôn đấy ạ. Không phải người Huế. À đâu có phải người Huế đâu. Người Nghệ An mà. Người Nghệ An. Giọng này cũng không phải giọng Nghệ An. Mình tin là mỡ phải đâu, đó là do nói lại từ mắt nên mày. Tại nên nó chơi với tụi tôi á, nó chơi với tụi tôi. Chứ nó nói gia đình nó nghe không hiểu cái gì. Ủa, cái nó đây này. Nó nấp ở đây này. À, bọn này nấp ghê thế nhỉ? Ủa, cẩn thận. Yếu rồi. Sau lưng nè, đá lại. Ok. Cái thằng đó tao bắn yếu rồi. Nóc. Hay quá. Mà tao nóc nó. Cứ bình tĩnh, còn một thằng nữa. Yeah. Nãy giờ tao toàn đi gạt giùm tụi mày không chứ tao có được kill nào đâu. Bà cha. Con gái Huế là một chiếc lá vàng rơi cũng khiến cho em hoảng sợ. Không có đứa nào Huế hết ông ơi. Không có con mắm nào Huế ở đây hết. Nó đang ở trên tường đấy, trên tường. Đấy, cái tường tôi ping ấy. Trên đảo ấy, nãy tôi cũng nghe cho nó. Chắc chắn luôn đấy, chắc chắn nhá, uy tín ạ. Chắc chắn uy tín. Ok. Đây, vào cái buồng này mọi người ơi, vào trong đây. Nó đang nấp ở trong đây này. Vãi. Yo. Nó nấp ấy. Vô bị nó bắn nó mắc cười. Biết cờ bô. Nó chạy đâu rồi ta? Qua đây không? Đây nè. Mày. Thấy không? Mày coi nó bắn tao nè. Ây, không ngờ nè. Nó bắn muốn ỉa tao quần. Còn có 4 đứa. Nó bắn tao cũng bị tiền luôn. Nhưng mà bạn vẫn còn may mắn. Ít ra là còn không chết. Bạn số 1 chết queo rồi. Thôi, nó xui thôi chịu thôi. Xui thôi. Biết sao vậy? Chắc ai giờ chắc nó không? Dạ.
À, còn, thằng đó cầm AUG đúng còn, không ta? Còn 4 thằng nữa, còn 4 thằng nữa. Ừ, còn 4 thằng nữa, sao mà không thấy gì hết, Không, tôi cũng không thấy gì hết rồi. Ra đây đi, 4 thằng khốn nạn. Thì nào nguyên team luôn, chắc vậy quá. Chắc nguyên team đó quá. Chắc nguyên team đó. Cũng có thể là 3-1. Cũng có thể là 2-2. Không, 2-2 thì không có khả năng. Cũng có thể là 1-3. Ghê, xin lận. Cũng có thể là 4-1. Xin lận, nhưng câu ai cũng biết. 4-1 hả? Không, 4-1 là không, hoàn toàn không có khả năng. Trên có cái... mà, sao mù vậy, nó trong, mò được mà. Trong cái cuộc đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Đúng. Giống như nhưng kiểu cái trường hợp đó thì không xảy ra được. Giống như kiểu bạn ghét một thằng vãi trưởng ra, bạn nghĩ là không bao giờ bạn có thể yêu được nó, nhưng cuối cùng hai đứa lại yêu nhau. Làm gì mà thở dài thường thường đây. Thì cũng phải cái đó rồi, chỉ biết thở dài luôn. Chuyện đéo gì cũng có thể xảy ra. Mình nghĩ nó ở hướng 145 đấy mọi người. Mày cần gì cho tao? Ê, mọi người chạy đến cái chòi, chạy đến cái chòi, lấy cái chòi, chòi ở giữa bo luôn. Mẹ ơi, nó trong cái chòi nó nằm ba thằng cừ luôn á. Thế thì check bơm đi. Chấp nhận. Thôi đừng check, Để mình. Không có. Vô đi, vô. Nó không kiếm điểm mày nữa đâu. Chết mày mày đi điểm rồi. Ủa má, mình ở đây cái hồi mình bị nó ném bom mình bị dây thật. Luôn không sợ có tớ ở đây rồi, không thằng nào dám vây đâu. Ok yeah. Ê nhặt cái bình xăng đi, thắp sáng nguyên cả khu. Nhặt cái bình xăng thì đi, nó bắn vỡ bình xăng mới là toi đấy. Rồi quên. Là có 3 con vịt nướng ở trong nhà đấy. Thôi tao thích làm vịt chiên hơn mẹ. Vịt chiên ngon hơn. Vịt chiên nấu mắm à? Cũng được. Thế là tôi nói đâu chờ. Mình quay ngán á. Tao thích ăn vịt luộc hơn. Vịt quay lu luôn bị ngon lắm. Rồi thấy rồi. Cứ từ từ để bo nó co tới đã rồi mình bắt đầu mình mới xử lý. Ủa gì không mẹ? Đóng cửa lại. Má, đang quan sát. Cái lũ, tao đang quan sát luôn. Ai biết. Đấy, cứ từ từ đã, mình chờ bo tới không? Vào trong đây làm ván bài không? Làm ván 3K không? Làm ván bài. Ê, hình như 4 nó chung team hay sao á? Chắc là 4 đứa chung team rồi. Khả năng cao lắm. Rất sợ, ế. Ui. Để thủ sẵn mấy cái bông khói. Trời ơi, bo nó kìa. Lên thôi mọi người ơi, phải lên thôi. Đây. Hết xương. Mấy thằng quần què này. Ui, sát ở đây này. Bạn ơi, em mà lên. Đang căng thẳng lắm. Người ta đang bán mà cứ hét hoài. Ừ, đừng có hát. Căng thẳng, tim muốn rớt ra ngoài rồi đấy. Rớt chưa? Đi. Chúng ta làm 3 con thằn lằn lên đốt chúng nó. Mà đang bò động chúng nó chắc mệt luôn á. Cẩn thận nhá. Căng mắt ra nhìn nhá, chứ không bò. Bom. Oh shit. Bom kìa. Bom ai đấy? Ê. Không, nó giỏi lắm, ơi. Rồi xong luôn. Watch out. Ok, thấy rồi. À, ngay cái kia. Watch out. Nên bơm. Nè, chạy qua trái luôn nè. Ok, đã thấy. Ơ, cứu số 2 đi, cứu được đấy. Cứu em. Ôi, bên trái kìa. Đùa. Ôi rồi ôi, toàn rắn thôi. Chịu rồi. Quá đó, 4 thằng lẻ đó. 400 đêm à. Mẹ mỗi lần mà tao mẹ tao sầu ghi tao mở tủ lạnh ra là tao biết luôn. Trời ơi. Má thiệt quá. Trời ơi. Đúng nồng luôn á má. Đâu? Mày biết hả, tao phải kiếm vỏ quýt vỏ chanh để tao gắn vô cho nó bớt mùi á. Thử bay lâu đài xem là có nghèo đi không? Kiểm chứng. Lâu đài. Đây là lâu đài hả? Ừ.
Mọi người chưa nhảy xuống đây bao giờ? Ở này nhà thờ mà. À nhà thờ à? Ừ ok, lâu đài nhà thờ. Lâu đài nhà thờ. Đúng giờ mà. Ờ cơ, cơ, ờ nhưng mà cơ cũng nghèo. Cơ mà đúng là nghèo. Ít đồ hơn rồi, ít đồ hơn rồi. Ấy nghèo thật kiểu nghèo rõ luôn đây, nghèo thật đó. Ờ má nghèo rõ. Hôm bữa đây một đống đồ hả, đồ quá trời luôn giờ. Bình thường là nó chảy đồ mà nhặt không hết luôn á. Cái này ít thịt. Ờ đúng là nghèo hơn hẳn thật. Ngày xưa chỉ cần đấy, nhảy viết điều nó fix. Nhảy xuống là 3-4 3-4 khẩu súng rồi. Đúng rồi. Của ngươi kìa. Ôi thôi xong. Mày đi kiếm boss hả? Tao đang đứng im. Cứu được thoải mái. Bà nói em. Cứu đi. Sao sao cái cô có ai có súng của tụi mày không? Có ai có được. Có ai có khẩu M42K cho tớ bắn thằng Ska này. Nè nè M4 này. Ok. Được rồi. Đâu nó ở chỗ nào đấy? Thằng chết tiệt này. Nó tầng 3. Mark the location. Sao cái M4 đi lên. Mày ra đây. Sợ nó. Nó chạy rồi. Nó đâu nào đó. Không, tầng 3 rồi. Không, nó mặc đồ tím rồi. Ê, bên nhà đó đâu đâu. Vãi. Bắn ảo gì vậy? Đang núp đi. Tao đứng trong nhà á. Múc mày nhà xanh á. Watch out. Nó ở tầng mấy? Ừ, cứu được. Tầng trên cùng luôn. Tầng trên cùng luôn. Ok, nghe rồi. Ừ. Kìa, nó bắn kìa. Ủa cái thằng quần què này nó bắn khiếp vậy. Ừ, bắn ảo. Ai cháy tới bên đây hiểu rồi. Vãi cả nồi à, what the hell man. Đóng cửa. Mày nếp vô rồi. Cái gì vậy má? Má nó chơi solo rồi, thằng nó solo rồi. Má ơi, có trình nó solo. Cái tên là Beat Pro rồi. Đây, để xem tớ. Kìa, nó còn đứng đó kìa. Tớ mới nói ai Pro hôm nay. Ok. Không. Mày nhoi. Được bắn ở sau số 4. Mày nhoi, ui trời ơi, tưởng thế nào? Mày, để thằng này. Mày. Anh em, tập trung. Đây. Mua thịt lợn đây anh em ơi. Đây. Nó đây. Đây. Giá cái dưới đường. Mày ghê gớm hả con? Còn đâu có nói gì không? Mày ghê gớm hả con? Mày đi con, mình biết ôn rồi. Hello bạn. Hello. Nó người nước ngoài. Nghe. À nghe, ôi người Việt à. Ôi trời. Ôi trời ơi bạn ơi. Bạn ơi, bạn bắn hay thế. Nghe bạn ơi. Ui dồi bạn ơi, sao đi mình thế. Đi mình là dở rồi. Bạn nào? Nó kéo nguyên tèo nó qua bắn à. Ôi bạn ơi. Ôi chơi đi nha. Tôi sắp đi rồi. Ờ à, ok bạn. Bye bye. Thế để yên, tôi bắn phát một đít này. Thằng này là tự. Không, tôi nhìn cái tên nó cũng nghi là người Việt Nam rồi mà. Không nghĩ là người Việt Nam thì mấy boss. Người nghe tiếng đấy thì không thể nào là boss. Watch out. Một thằng này, một thằng. Ở bên sông. Hướng ơi, 160, 160, 160. Trời ơi, đang ôi. Watch out. Đây. Rồi, nốc. Watch out. Nó bỏ. Tầng 2 con. Ok. Nó chỉ cần thò ra nó trên ngay, đảm bảo. Mày thò ra. Má, hình như nó bắn cái cây gì với ta. Nó bắn cái cây gì mà cái đầu tao bay luôn vậy ta. Nó nóc tao bắn gì vậy? Ôi dồi ôi. Quả bom hay thế nhở. Ui, xịn. Tới công chị ăn, tới công chị ăn. Thế còn team đằng sau mình nữa thôi. Mai chăng lần tới rồi. Còn team hướng 170 bên sông nhá. Mẹ nó bắn sao mà hay tư. Cẩn thận số 3 ơi. Ok. Nó ở bên sông á. Có mua 3 gì.
Marked an enemy's death crate. Trời, tôi nghĩ bị mất kêu, có thấy đâu. Ô, nó đi rồi. Đâu đâu, xe nó ở đâu, Watch out. À, ok, nó vừa bắn ngay sau cái con xe đấy luôn, sau mấy hòn đá ấy. 100% luôn nhá, không thể sai đâu. Sao lưng này có người hả? Tắm đi. Mẹ, sao mày đi tới đâu có người tới đó vậy? À, nó chạy sau đá nó ngó kìa. Đâu. Watch out. Ok, đến chỗ bằng kia phim. Nó ngó ngó với chúng tôi này, hay quá. Tim Việt đấy, cẩn thận. Nó táp kìa. Ok. Nó đang cứu á, nó chạy qua cứu á. Ok. Mình vây chặt nó lại. Nhẹ lên. Ơi, không vậy. Nó ngó này. Hát xì hơi. Ủa, nó còn đó không? Watch out. Còn. Nó cứu xong rồi. Bay nón. Bay nón mà không chết à? Một. Có thằng tên máy nhà ta. Đã bắn đau trời. Gì vậy má? Hai thằng bên phải. Rồi, nóc tiếp. Rồi. Đá to trên đất, trên đá. Còn một thằng nữa, còn một thằng nữa. Lại team khác nữa hả? Team khác. Nó sau hòn đá. Lên luôn đi anh em. Ơi. Rồi, hay quá. Ở trong khu nhà có người. Watch out. Mark the location. Từ. Smoke. Cứ cứu đi. Tầng 3 hả? Không biết. Chỉ nghe thấy ở trong đấy có tiếng súng thôi. Đông quá nhở. Mẹ. Chạy đến đây. Đông thiệt đấy. Vào luôn không mọi người? Cứu xong vào luôn nhá. Vào luôn thì phải đi bay. Kịp á. Đây, để tôi mở đường trước cho. Mọi người đi sau tôi này. Đằng nào? Ủa, nó đằng sau. Đúng không? Chắc là đằng sau bọn nó mở góc chạy rồi. Chứ nếu không thì nó đã ra, nó đâm mình rồi. Đây rồi, bọn nó ở trước mặt này. Đâu? Coi kìa, có con xe ở chúng nó để kìa. Hoặc có thể nó ra nó ăn thính. Thính không có ai lượm hết trơn luôn. À đây rồi, nó ra ăn thính. cúi xuống. Nó ở trước mặt luôn. Kìa, đang chạy ra ăn thính kìa, thấy không? Kìa. Này, bắn này. 1, 2, 3. Yếu, cực yếu. Nó chạy rồi. Người lắm. Thì rõ mà. Tự nhiên đang chơi cái đứng là tao biết rồi. Sao vậy? Bị gì vậy? Ui dồi. Rồi, cơ liếc. Ai mua thịt lợn không? Hú hồn nhá. Súng máy hạng nhẹ nè. Súng máy hạng nhẹ là MG, à? MG à? MG3. Ui, MG3. MG3 là có MG3. Ơ! Vãi nồi, có thằng đang chạy ở ngoài bo ạ. Còn hai thằng nè. Trời ơi. Trận này top 1 chắc luôn rồi. Trận này chắc luôn. 4v2 mà không được top 1 nữa thì thôi ấy. Chả còn gì để nói nữa. Chịu luôn. Đi ngủ phá lên. Đi lên. Tìm hai thằng cuối cùng ở map này. Cho bọn nó lên bảng ra chơi game sớm đi.
đỡ mất thời gian. Đâu tàn rồi, đâu tàn. Mọi người hay chơi game không? Có. Cũng hay chơi. Ờ nhưng mà team chỉ có 3 người thôi à? Watch out. Không, có nhiều chứ. À thấy rồi. Nóc, 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 nóc. Một thằng ở đâu đấy? Con hai chạy vô. Ok ok. Chạy vô rồi. Đây đây mình cứ chạy đường này này. Kiểu gì cũng vào nó thôi. Chưa thấy nó đâu cả. Chưa thấy nó đâu cả. Mẹ tao nghĩ là thả chết bò chứ nó không vô luôn. Ai để chơi hèn thế? Nói. Đang cắn máu. Ừ, chắc là đang cắn máu rồi. Ui. What? Đấy. Ngoài boy. Rồi, chết luôn. Không buồn kêu cứu nữa tại vì tao biết chắc chắn để chơi hết tao không kêu cứu. Nhà tiên tri vũ trụ tài ba. Thôi mọi người ơi, mình xin phép mình nghỉ nhá. Mình xin phép mình nghỉ nhá, mình phải đi okay. Đón em rồi. Ok, okay, bye bye. Bye bye. Bữa sau gặp lại nha. Bữa sau chơi cùng với nha. Ừ. Okay. Duyên sẽ chơi cùng. Ok, bye bye anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã xem hết clip này của mình. Và nếu thấy hay, đừng quên là để lại cho Tuấn Xem một like, cũng như đăng ký kênh để mình thêm động lực nhé. Tạm biệt mọi người.